Bữa nay mời mọi người cùng vào bếp với Ni để làm món miến dong nấu chay nha. Món này mình sẽ tạo độ ngọt cho nước dùng bằng mướp, củ cải trắng và củ cải đỏ. Củ cải đỏ là củ cà rốt đó mọi người. Mình sẽ tạo hình bông hoa bằng khuôn tạo hình cho củ cải trắng và cà rốt. Bây giờ có cái khuôn tạo hình cho rau củ thế này tiện quá luôn á mọi người. Cái phần rìa bên ngoài mình sẽ cắt hạt lựu để chút xíu nấu chứ không có bỏ đi nha mọi người. Tạo hình bông hoa xong rồi thì bây giờ mình sẽ cắt hành lá cùng với xúc xích chay. Xúc xích chay thì mọi người có thể tìm mua ở những chỗ chuyên bán đồ chay nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi băm nhuyễn một ít tỏi để phi nha mọi người. Mình dùng tỏi muối cao khoảng 3 muối, mình sẽ cho vào trong dầu nóng để phi vàng thơm. Sau khi tỏi dậy mùi thơm, mình sẽ cho 1,5 lít nước vào. Nấu cho đến khi nước sôi bừng lên thì mình sẽ cho mướp, củ cải đỏ và củ cải trắng vào. Trong thời gian đợi phần rau củ của mình chín, mình sẽ xé sợi 100g sườn non chay mình đã ngâm qua với nước lạnh cho mềm. Xé sợi xong thì mình sẽ vắt lại một lần nữa cho thật ráo nước nha mọi người. Mình nêm nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, nửa muỗng tiêu và một muỗng canh dầu màu điều. Trộn đều cho sườn non chay của mình thấm đều gia vị, sau đó mình sẽ cho vào trong nồi chiên không dầu để chiên nha mọi người. Nhà mình thì đang dùng nồi chiên không dầu của Lock & Lock. Mình sẽ chỉnh 170 độ trong vòng 15 phút. Mình sẽ chia thời gian ra 3 lần nướng, mỗi lần nướng là 5 phút. Cứ mỗi 5 phút mình sẽ xóc đều cho nó vàng giòn đều. Rồi mình nêm vào nồi nước dùng 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm chay, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Để nước dùng đậm đà hơn, mình cho vào một muỗng canh nước mắm chay. Rồi khuấy đều cho gia vị tan, mình cho xúc xích chay vào luôn nha mọi người. Trong thời gian chờ nước dùng của mình sôi trở lại thì mình sẽ đi cắt chả chay. Chả chay thì mình mua ở ngoài chợ, chỗ chuyên bán đồ chay á mọi người. Mọi người thích ăn chả gì thì mình cứ mua chả đó nha. Cắt chả xong thì mình quay lại nồi nước dùng, cho miếng dong đã ngâm mềm vào trong nồi. Rồi nấu thêm khoảng 3 đến 5 phút là mình tắt bếp được rồi đó mọi người. Mình cho hết phần hành lá cắt nhỏ cùng với một muỗng cà phê tiêu xay vào để cho nó thơm á mọi người. Vậy là mình đã nấu xong món miến dong nấu chay rồi nè. Mọi người thấy cách nấu có đơn giản không nè? Hôm nay mình dùng khoảng 30 sợi miến dong dành cho 3 người ăn á mọi người. Mà mọi người nhớ nêm nếm lại xem vừa khẩu vị của mình chưa nha. Nếu chưa thì mọi người cứ điều chỉnh gia giảm cho phù hợp với khẩu vị của mình là được nè. Nấu xong rồi mình mới chợt nhớ ra mình quên trái bắp với nấm đông cô á mọi người. Quên cho thêm củ hành tây luôn á. Nấu ăn mà không tập trung là mình hay quên trước quên sau lắm á mọi người. Mà miến dong này ăn ngon lắm á mọi người. Nếu ai chưa ăn thì hãy mua ăn thử đi nha. Nếu chưa biết mua chỗ nào ngon á thì mọi người có thể vào trong cái link của mình đó mọi người tham khảo nha. Mình mua 1 ký để dành ăn dần, mỗi lần ăn á thì khoảng 10 sợi là no rồi đó mọi người. Món này ở ngoài hàng quán chưa có ai bán đâu, cho nên nếu muốn ăn á thì mọi người cứ mua về làm giống như mình nha.